Xin chào tất cả các bạn. Đây sẽ là một video rất là bình thường mà mình sẽ ngồi đây để chia sẻ lời nhắn của mình dành cho những người mà đang cảm thấy lạc lối, cảm thấy cô đơn hay cảm thấy buồn bã, đau đớn trong cuộc sống này. Thì mình chia sẻ với tư cách là một người đã từng trải qua cái giai đoạn đấy và mình muốn gửi một cái lời nhắn gửi từ mình cũng như là từ vũ trụ đến với các cậu. Thì trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng sẽ có những cái vấn đề riêng. Nếu như mà không phải là trầm cảm hay tiêu cực thì cũng có thể là những cái áp lực, những cái căng thẳng trong cuộc sống, những căng thẳng trong học hành, trong công việc, hay thậm chí những cái áp lực đến từ gia đình và thậm chí là cả những cái câu chuyện về tình cảm nữa. Tất cả chúng ta đều có những cái vấn đề riêng, ai cũng vậy thôi. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải tìm hiểu bản thân và giải quyết những cái vấn đề đấy. Và lý do chúng ta cần phải giải quyết những cái vấn đề đó, đó là bởi vì chúng ta chỉ sống có một lần trên đời thôi. Và ai cũng xứng đáng được hạnh phúc cả. Điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào trong cuộc sống này, bạn cũng cần phải cảm nhận được giá trị cuộc sống, mang lại được những cái điều tốt đẹp, luôn tạo ra giá trị. Và mỗi ngày trôi qua nó đều cần phải có một cái ý nghĩa, và bạn cần phải cảm thấy được là mình đang hạnh phúc thực sự. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đang hạnh phúc, đúng không nào? Không phải ai cũng tìm được con đường hạnh phúc của mình một cách dễ dàng, đúng không? Nếu cậu đang xem video này thì mình khá là chắc đấy là cậu cũng đang cảm thấy lạc lối, cô đơn, tổn thương, đau đớn và thậm chí là cả những cái cảm xúc tiêu cực khác nữa. Mình hiểu mà, mình đã từng trải qua rồi, mình hiểu. Nó rất là tệ, đúng không? Đúng là như vậy. Thì cái lý do mà chúng ta rơi vào cái trạng thái này đó là bởi vì chúng ta đang không biết mình đang sống vì cái gì. Cậu đang không biết cậu đang sống vì điều gì, đúng không? Cho dù cậu đang bao nhiêu tuổi, dù là trẻ hay là lớn, mình khá chắc là cậu đang không biết mình đang sống vì điều gì. Và chính vì chúng ta không biết mình đang sống vì điều gì, chúng ta tự hỏi là thế cuộc sống này có ý nghĩa gì nhỉ? Sống hàng ngày, ngày qua ngày, mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lại. Và mình cảm thấy rất là tệ, đúng không? Và mình luôn băn khoăn tự hỏi làm sao để thoát được ra đây. Cách đây một vài năm mình cũng nằm ở trong trạng thái này giống như các cậu. Mình cũng có những nghi ngại về bản thân, mình cũng có những trăn trở và có những cái sự lạc lối. Nó rất là tệ, đúng không? Như vậy mình rất hiểu cảm giác đấy. Và ở thời điểm đấy mình chỉ ước rằng có ai đấy, có một thứ gì đấy làm ơn hãy cứu mình ra. Các cậu đã bao giờ cảm thấy cảm giác đấy chưa? Cảm giác khi mà trái tim của cậu cảm nhận được một sự đau đớn, nó rất là rõ, cậu cảm thấy nó rất rõ ràng. Cảm giác khi một ngày dài trôi qua và cậu không muốn làm một điều gì cả, cậu không muốn nhìn thấy ai cả. Cảm giác khi cậu cô đơn lạc lõng, cảm thấy mình trơ vơ trong cuộc sống này. Và điều đó giúp mình thoát ra được, đó là sự học tập. Học tập ở đây không phải là đi học ở trên trường, mà học tập ở đây chính là học về bản thân mình, học về những giá trị trong cuộc sống. Chỉ khi mình học, mình kết nối với bản thân mình hiểu được tại sao mình lại gặp phải những cái vấn đề như mình đang gặp phải, và mình tìm ra cách giải quyết, thì mình có thể cảm thấy hoàn toàn thoải mái được. Và cái điều đấy xảy ra được đấy là bởi vì nhờ có tarot. Và những cái thời khắc mà mình cảm thấy mình lạc lối nhất, mình cô đơn nhất, tarot giống như là thứ đã hướng dẫn mình, đã chỉ đường mình. Nhờ việc học tarot, nhờ việc chia sẻ tarot, nhờ việc giải bài tarot, thực sự đã giúp ích mình rất là nhiều. Tiếp đó thì mình học thêm chiêm tinh, rồi học thêm tử vi, học thêm rồi tướng mặt, rồi học thêm thôi miên, học thêm rất nhiều. Nhưng cậu biết không, tất cả những công cụ bói toán, tất cả những thứ kỳ lạ, huyền bí, tâm linh chỉ đơn giản là để cậu kết nối với chính mình mà thôi. Và khi cậu kết nối được với chính bản thân cậu, cậu sẽ tìm được sự giải thoát khỏi tất cả những thứ tiêu cực mà cậu đang gặp phải trong cuộc sống. Cậu đang đi tìm con đường để giải phóng chính mình và tìm cho mình một sự hạnh phúc, bởi vì ai cũng xứng đáng có được sự hạnh phúc đó. Đúng không nào? Đúng là như vậy. Điều đó có nghĩa là ngay từ bây giờ, cậu cũng có thể đi tìm sự hạnh phúc cho mình. Hãy biết rằng cậu có quyền làm chủ, cậu có sự lựa chọn, cậu có thể chọn đi tìm sự giúp đỡ, đi trải nghiệm những thứ có thể giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Người giúp đỡ cậu có thể không phải là mình, nhưng mình luôn ở đây. Mình luôn sẵn sàng là nghe câu chuyện của cậu. Mình luôn ở đây để chia sẻ những giá trị. Mình thành lập cái YouTube này
Mình ở đây mình nói những điều này đơn giản là bởi vì trước đây mình không tìm được ai cả. Nhưng bây giờ cậu có thể tìm được một người. Hãy biết rằng mình luôn ở bên cạnh cậu. Cho dù có thể là mình không biết mặt cậu, chúng ta chưa bao giờ nói chuyện, nhưng mình luôn luôn ở bên cạnh, ủng hộ cậu, thúc đẩy cậu, tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn. Vậy nên bất cứ khi nào cậu cần điều gì, hãy nhớ rằng cậu luôn có thể tìm đến mình. Và thông qua các lá bài tarot, thông qua việc thôi miên, thông qua chiêm tinh, mình có thể giúp cậu rất là nhiều. Hãy nhớ rằng cậu có quyền lựa chọn. Cậu có thể cải thiện cuộc sống của bản thân trở nên tốt hơn bằng cách tự tìm hiểu chính mình, kết nối với chính mình thông qua bất cứ công cụ gì mà cậu có. Nhưng mình đương nhiên ở đây để giúp cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và đồng hành cùng với cậu. Bất cứ khi nào cậu cần, cậu có thể liên hệ với mình nhé. Thông điệp của ngày hôm nay đó là hãy sống vì chính mình. Không ai cứu giúp được chúng ta ngoại trừ chính chúng ta cả. Mình hy vọng video đã truyền động lực cho cậu để sống thật hạnh phúc. Chúng ta đều có quyền và chúng ta đều có mong muốn được hạnh phúc. Mình chúc cậu sẽ tìm được sự hạnh phúc của bản thân, sẽ luôn yêu thương chính mình. Và tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này sẽ đến với cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đây ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.